mình đi sức lên thiếu về để mẫu á, mình đi lên trên thiếu là cổ xương đùi, hai cái cổ xương đùi. Thắt xương đùi mình đi lên trên thì nó có nhiều cấu trúc, cái ô vuông mình hãy kẽ vào phía trên đó. Nếu mà bất kỳ cái xương nào nhảy cho đó, đường nhảy não đó thì gọi là nhảy đầu trên xương đùi. Nhưng mà mình đại diện ha, đại diện bài này mình sẽ đại diện là nhảy cổ xương đùi, nhảy cổ xương đùi. Mình muốn sơ qua những cái nhảy cổ không hội chịu chứng hình ảnh, điều trị và một số biến chứng. Thì đây là cái nhảy cổ của đầu trên xương đùi. Thì xương đùi là khớp cái gì? Khớp cái cổ cối, cổ cối, cổ cung chậu, hai bên. Đây là nói đây. Thì đây là mặt khớp. Thì cái chọn xương đùi nó cũng là mặt khớp. Những cái bạch là cái socket, cái vỏ. Thì nó nằm ở đây, xây ra nó nằm ở đây. Nó nằm hàng tốt để nằm với nhau thì nó tạo cái sự chuyển động như là gấp, hé, lưỡi hé, cây trong, xây ngoài, để kép, vân vân. Cái phần hôm nay nói kỹ là phần này. Giữa cái lái của cái chậu, cái lái của cái chậu, cái ranh giới giữa cái mặt khớp và cái phần xương sớp này, và một cái đường thẳng kẻ tiếp giáp với cái ốm kiện lớn và ốm kiện bé, thì đây là cái phần cổ xương đùi. Cổ xương đùi cái tường ta có thể phân làm ví dụ như gãy xét đây rồi gãy toàn cổ, ở đây gọi là gãy cổ chính danh. Cái cổ kính danh tại sao tức là cái cổ xương đùi đó, nhưng mà điển hình nhất của nó là cái cổ kính danh. Rồi vậy coi gì nè, rồi nghĩ đòn chọn hay là cái sát chọn, cái chọn này cái sát chọn. Ở đây là mẫu chuyện nha, cái mẫu chuyện lớn, mẫu chuyện bé, thì cái nguyên cái phần này người ta từ mẫu chuyện bé người ta kẻ một cái đường ngang như vậy, nghe ở dưới mẫu chuyện bé kẻ một đường ngang, nguyên cái phần này gọi là kẻ nguyên mẫu chuyện. Nha, nguyên mẫu chuyện. Rồi nếu mà nó gãy dưới này là một cái mẫu chuyện, gãy dưới mẫu chuyện, thì đó là một số cái chỗ này. Nó có thể gãy cái chỗ nữa, nó có thể gãy ổ tối nữa. Rồi đây là cái xương nha, thì cái này nhìn phía sau, mình thấy cái khung này, mình thấy phía sau, mình thấy là có là cái cổ xương đùi á. Cái cổ xương đùi cái góc nó phải là 135 độ, nha, 135 độ, và nó ngã trước khoảng 15 độ. Nó có thể xây dịch á, nhưng mà thích mấy hai chỗ này lên là hai này cộng lại 150, nhớ. Nó ngã trước đó bạn, ngã trước 15 độ đây, ngã trước. Đây là mặt cái đường này, đây là phía trước này. Đây là cái xương cùi cụt phía sau này. Bây giờ nó ngã trước này, cái chỗ đường ngã, ngã trước khoảng 15 độ. Đây là một nghiêng cái này bắt đầu là 130 này. Mà không phải một trăm ngàn cái gì, người ta có thể xây dựng 130, 136, ngã trước 20 độ. Ví dụ như là ngã trước 120 độ là thấy rồi, có vấn đề. Không phải bình thường, bất thường. Đó là cái góc, cái góc cổ thông, góc cổ thông không như vậy. Cái thứ hai là với những cái gãy xương đùi là nó rất là khó thấy hiện qua, tức là người gãy dựng người gãy xíu các bạn thấy người con đội gạt tên kia được gãy nó gì lên không gãy hết vui rồi là gì các bạn thường hay ở đây nghe hay là gãy đứt không, còn cái đứt là gãy không hoàn toàn là gãy không gì lại thì rất khó thấy được gãy, nó khó thấy được gãy. Như vậy thì làm sao mình phát hiện được gãy? Thứ nhất là bệnh nhân khai thác thì thực sự bệnh nhân cần cái té cái người đào té bông như này. Và thứ hai các bạn thấy những cái đường cái dãy nha, đây là những cái bè xương, những cái bè xương ha, thì những cái bè xương của cổ xương đùi này nó tạo thành nó có hai nhóm, những căng và những mé, những căng và những mé để nó tạo cái độ chắc cho cổ xương đùi, và những cái bè xương này nó hợp với nhau nhưng mà nó để quyết một chỗ, để quyết một chỗ. Thì đây là tam giác quan, tam giác này không có những cái bè xương đi qua cho nên nó rất là yếu, nó rất là yếu, nó dễ gãy từ vị trí đó. Và cái thứ hai là mình nhìn cái bè xương thì mình phải
ở thù, ha, một thù, rồi quen một thù, thì giới quan đó mình sẽ cùng thấy những cái bạn thương này, mình cũng sẽ nếu mà mình nhớ những bạn thương này thì mình cũng sẽ thấy những cái bạn thương này. Thì như vậy ví dụ như là những cái bạn thương này có bị mất liên tục thì coi chừng thường gặp ở đâu, coi chừng thường gặp ở đâu, ha, kể như cái kiểu này đó thì không hoàn toàn là cái không gì vậy. À, thì mình phải phát hiện các bạn thương. Tiếp theo những cái giải phẫu á, cái phần nãy nó phần phổi xương đùi còn không chọn chọn thì nó nằm trong khớp các ăn rồi, nhưng mà cái phần cái bông xuống tầm chân là cái cổ xương đùi, nó là cái gì?
tại vì không có gì, có lỏng xương thì kẹt nha, đáng hết, em có lỏng xương nha, nhớ em có lỏng xương cho nên điều trị nha, gãy xương, mỗi lúc rồi nó điều trị kẹt nhớ lỏng xương nha, nhớ điều trị là cho lỏng xương. À, như vậy thí dụ như một lực chấn thương, một lực chấn thương ở người lớn tuổi. À, khi các bạn ví dụ như các bạn được có một cái đau vùng ngén đi, cái chấn thương vùng ngén, như vậy các bạn có chịu tốt công việc với là chặt tóc ngắn không, có người ta chặt tóc ngắn không, có chứ, không có. Như vậy thì bệnh nhân trẻ, bệnh nhân lớn tuổi sau một cái té thì có người ta chặt tóc ngắn không, không, cái xương nó gãy trước thì chặt, và đang nói cái đau đó nó rất là nhạy, rất là chắc. Đó là vậy, chắc là chắc. Cho nên muốn cái khớp này nó ngoài, nó muốn chặt ra ngoài thì nó phải rách cái bao đó này, còn một xung quanh. À, có mấy phần cơ nằm rất là sâu. À, nhưng mà sao cái xương nó rất là lỏng. Cho nên lực chấn thương có nhẹ, cái té ngã tự nhiên sẽ không có. Tự nhiên lớn thì sẽ không thích thấy là nó đang thấy gãy xương nhiều hơn. Còn ngược lại bệnh nhân trẻ tuổi thì dưới lực chấn thương đó thì tự nhiên xương nó chắc, nó chưa gãy xương nhưng mà nó gì, nó tổn thương đâu, nó có cắt đâu đó, nó hay chặt đó. Cho nên mình phải nhớ chú ý chuyện này. Nó bệnh nhân chỉ cần té nó nhẹ, nha, ví dụ như đập cái vùng phổi điện cái này sao đập cái vùng đó, dùng vào được dùng vào cái để có sử dụng. Hoặc là ví dụ bệnh nhân té mà bị gói cũng có thể lực trùng trùng nghe con sẽ nghe con sẽ cười có ha, rất là nhẹ, bị gói xíu cái hoặc là té đặt cái bông xuống cái là nghe con sẽ cười rất là dễ thấy, người lớn tuổi rất là dễ gãy xương thì nghe con sẽ cười ha. Nếu bạn nhìn thấy chân bình thường của mình nè, một cái chân này sao đổ ngoài là xét đường nha, ra đây là ví dụ nghe con sẽ cười hoặc là hiểu đi muốn gì, à, chưa thấy cái qua nhưng mà ở đây ngày con sư đùi, còn nếu mà ngày con sư đùi thì mà chân được chỉ là con sư đùi chỉ là chiều ngày tân bốn thứ ba ngày tân, thì đây là cái hai cái bản cho mình so được cái triệu chứng của ngày con sư đùi và muốn gì, đau nhiều hơn, muốn gì đau nhiều hơn do có hàng xương, sưng nhiều hơn do sao chảy máu nhiều, hoặc là tiêm bụng. Để có chuyện lớn thì dĩ nhiên nó cao được, có chuyện lớn, còn cái bỏ số tuổi thì nó nằm trong cái tầm giá cả ba. Đó thì chuyện này tuyệt đối của việc bỏ số tuổi nó sẽ không được, tại vì do chuyện tuyệt đối là mình coi về cái bộ chuyện mà trong đó dưới cái bỏ số tuổi là cho nên đâu ảnh hưởng gì. Nhưng mà ví dụ những cái bộ chuyện thì cái này thì xưa khi làm giá sẽ có một chuyện gì này thì đó thì mình có loại rất nhiều loại em, mình có thể theo đem hết theo bao quen, theo nhạc tên, thì trên lâm sàng hoặc sát đường sẽ gọi theo nhạc tên. Còn ba này thì điều có ý nghĩa hết để tiên lượng hết. Ví dụ như các cái bé thì người ta có thể là kỹ thuật ở cái gian của người xác chọn. Thì cái nào tiên lượng tốt hơn? Tiên lượng là tiên lượng về loại tự chọn sức đuổi, tiên lượng về lạc xương, liền xương. Cái nào cái tốt hơn? À, họ có chức danh rồi phải xác chọn như thế nào tiên lượng tốt hơn? À, tiên lượng thì sự liệt xương. Cái nào nhiều máu nuôi hơn? À, bỏ nhiều máu nuôi hơn cho nên là liệt xương tốt hơn, thì tiên lượng tốt hơn. Tiên lượng càng lên trên thì nó tiên lượng càng kém. Tao eo thì người ta có gọi cái đồ được. Cái góc, một cái góc là song song với đường nhảy, một cái góc là song song với mặt mặt đó là góc. Thì người ta sẽ thấy là cái nóc nó càng lớn thì nó ra nó càng góc dựng, nó càng góc dựng, cái nóc càng nhỏ thì nó lại lì lè cái chỗ này, nó có thể cài một xíu chỗ này, đây nó cài dưới đây, cái cài nó tì dưới đây thì chắc có thể đi được, còn góc ở đây thì sao, đâu có tì đâu, lớn xuống thẳng luôn. À, cái nóc càng lớn thì tiên lượng càng kém. Còn cua thì người ta gọi là thể diện và cái khét, cái diện và cái kép,
Về ngạc tâm, ngạc tâm thì mình sẽ có bốn cỡ đi sau rồi chúng ta sẽ. Ví dụ như hồi nãy nó liên quan trường hợp ngạc tâm 1 là các bạn rất dễ bỏ sót, thậm chí ngạc tâm 2. Cho nên mình đã học cái ngạc thư. Ngạc tâm 1 người ta nói là cái gì, gãy cổ xương đùi, nhưng mà cái đường gãy nó không hết cái chu vi của cái cổ xương đùi, tức là gãy không hoàn toàn. Ngạc tâm 2 thì lúc này nó gãy hoàn toàn rồi, hết chu vi cổ xương đùi nhưng mà không thấy sự gì lại. Ngạc tâm 3 thì bắt đầu có sự gì lại, nhưng mà sao nó vẫn thực sự còn cái nói gì đó hai cổ này. Ngày ba bốn thì ghi lệnh rất là nhiều và cái chọn số người đôi khi nó say bị say à, cho nên ví dụ ngày ba ba ngày bốn thì các bạn sẽ thấy là dấu hiệu tiến triển chi, tức là bạn chưa đỡ mà còn ngày ba một ngày hai thì nó sẽ không còn đây. Đôi khi người ta ngày ba một ngày ba hai ngày ba càng lớn cái độ tin tưởng càng kém, tin tưởng càng kém. À, cho nên là đôi khi gặp năm 1, gặp năm 2 người ta có thể rất là tương đối. Tại vì tương đối tốt, lúc này là máu luôn đó. Nó bị tổn thương nhiều, ta có thể rất là tương đối. Cái tỷ lệ như xương cao. Còn bây giờ nó đi lợp, còn nó đi lợp, nó đi lợp 4 thì chỉ từ được xương rất thấp. Nguy cơ mẹ tương đối rất là nhiều. À, thì ta phải thay thớt. Thì đây là một sự nặng đó. Cái hình này là các bạn nhìn xa mà đâu thấy được gãy không? Thấy được gãy không? Thì nó sẽ làm sàng các bạn cái gì đó. Thì các bạn sẽ bỏ sót, đây là cái bỏ xương đùi. Thì bệnh nhân thấy gì thì nó phải ở sau cái xương một chút đi, đau cái đi. Đi nó sẽ di chuyển cái gạt lên bốn. Rồi gạt lên bộ nó sẽ bị xe gạt lên bốn. Hay trường hợp này, có gãy hết chu vi nhưng mà không gì là. Hay trường hợp này, có gì là, không gì là ít. Và cuối cùng phải đi làm rất nhiều. Hai cậu kéo luôn. Mục tiêu điều trị chống xương đùi phải nhớ câu này, mục tiêu làm sao mà sớm được sẽ có bệnh nhân ra khỏi giường để hạn chế biến chứng thận lọc. Như vậy thì có hai cái trường hợp, có hai cái nhóm. Thứ nhất là bỏ cầu trợ và thứ hai là thay khớp, và hai cái trường hợp này đều là tổn thương chứ không phải gì bỏ cầu. Nó có cái định gì mà không thay được, mà trừ trường hợp là nhân không thể phẫu thuật nào là kẽ. Rồi bỏ tuần chọn xuống làm sao? Cái chọn xuống đùi nó làm thế nào? Bỏ tuần chọn nó là giữ nguyên cái chọn này và mình cắt là cái xương mà mình tới hợp xương, ví dụ đó là tâm mà mình chỉ không thích tính sớm này, giữ cái chọn này. Còn gì nữa? Hai khớp hay là hai chọn? Dùng cái cột này ra. Hai cái khớp được tạo vô. Lý do tại sao mình phải làm gì? Thì các bạn biết cái gì mà nó khi nào mình thành thai? Khi nào mình thai? Khi mình không xài được nữa, mình thai. Còn là gì nữa? Không, mình biết chắc, mình sửa. Nó cũng sẽ ngày mai, nó cũng sẽ hư. Mình thai. Thì trường hợp này, trường hợp ngày thứ 3, ngày thứ 4 là biết chắc là nó sẽ hư. Cho nên là phải thở luôn. Còn trường hợp ngày thứ 1, ngày thứ 2, cái chỗ này tỷ lệ là xương, nhiều xương nó cao. Cho nên mình giữ cái chỗ này. Khi giờ bỏ vòng chỗ, thì mình làm gì? Mình kết hợp xương. Tức là mình nắng được xương sớm, mình cố định hết rồi. Với là làm gì? Mình trong vít sớm, mình chạy nhất. Hoặc là gì? Mẹ đẹp hết, mình cần để một cái này, cái này dễ còn sớm. Nguyên cái phần dưới là mẹ đẹp hết. Rồi mẹ đẹp hết. Hoặc là gì? Đinh đầu đầu xương đùi, đinh phía bên này. Cái đinh gầm mang này. Đinh đầu đầu xương đùi. Thì nó có một vết to, nó bắt vô cái bổ xương đùi. Để dựng một con. Trường hợp thứ hai. Khi tin tưởng là điều gì còn ở phòng trọng thất bại. Ví dụ cái lượng mà nó phải tử, tức là ngày thứ 3, ngày 4 hồi nãy thì bây giờ mình không có tâm sư nữa, mình phải có luôn. Mình có luôn, thì lấy cái chậu thật ra rồi, mình lấy cái hai cái chậu cái sợ vô. Và mình phải có cái chuôi dưới để nó vững, mình có. Thì đây là cái góp, mình có hai loại thay góp còn phần và thay góp bán phần. Đây là bán phần, tức là hai cái chậu đó, sợ một cối dụng viên. Nhưng mà nếu mà hai luôn, có bề mặt sự có cả một cối, thì là thay góp còn phần. Thay vì hai chỗ, thay vì đặt cũ đói, thay cấp toàn phần.
rồi cái nhiên lượng không thì chịu đổi một chuẩn thất bại. Thất bại là sao? Ví dụ mình có xương còn mình đông là trở nó liền xương, nhưng mà không, nó không liền xương. Thứ này mình phải lấy những cái gan mình quan sát khỏi chỗ hay chỗ như tạo vào hay đó nha. Rồi khi nào lựa chọn hai bán vào, khi nào lựa chọn hai toàn vào, nó có rất nhiều yếu tố. Thứ nhất tuổi bệnh nhân, thứ hai nghề nghiệp bệnh nhân, thứ ba nhu cầu đi lại của bệnh nhân, thứ tư tình trạng ổn tối, và một số yếu tố khác vân vân rất là nhiều. Cho nên lựa chọn là cá thể hóa, cá thể hóa. Một số cá ví dụ bệnh nhân lớn tuổi nhu cầu đi lại kém thì người ta bán phần hồi chưa có một chuyến nền nợ khoan rất là nhiều thì người ta bán phần, thì cái một cái cuộc mổ bắt ta bán phần đôi khi nó chỉ kéo dài từ 5-20 phút là xong. Nhưng mà ta bán phần còn thì sao, nó kéo dài hơn rất là nhiều, rồi bệnh nhân mất máu nhiều, rồi bệnh nhân có nguy cơ tắc mạch cái biến chứng sau còn nhiều. Cho nên bệnh nhân lớn tuổi thì còn đi lại ít thì người ta phải bán phần. Tại sao nhu cầu đi lại ít thì người ta phải bán phần? Nếu nhu cầu đi lại nhiều thì sao? Nếu bệnh nhân lớn tuổi nhưng mà người nhu cầu đi lại nhiều thì sao? Thì người ta thấy tuổi thọ của một con hén khoảng là 20 năm, nó 20 năm nhưng mà đôi khi nó còn nhiều hơn. Như vậy các bạn thấy đây là kim loại, còn là sứ gì đó, nó có nhiều kim chất liệu, và đây là xương. Bây giờ đi giết rồi cái chung cỡ nó khỏi xương thì đây nó mòn. Nó mòn hết lớp rồi thì nó tới lớp xương thì nó đi nó bằng đau. Nó bước chân là phải có những đau hết. Mòn hết đây nó chui vô tối luôn rồi là chẳng có mấy trung tâm. Cho nên mình phải xét xét thì còn đi lại bệnh nhân, ví dụ như trẻ tuổi chứ còn đi lại nhiều thì nó cần phải thay toàn thân. Vậy để gì? Kim loại nó được kim loại, nó không bị mòn, nó không bị đau, rồi làm đau được nha. Đó là một số yếu tố quyết định. Toàn thân, biến chứng sớm hay gặp ở bệnh nhân lớn tuổi. Thì khi bệnh nhân lớn tuổi, từ bệnh nhân lớn tuổi mà là cái tổ chức bệnh nhân lớn tuổi, thì bệnh nhân lớn tuổi sẽ có những bệnh lý nội khoa như mày gãy xương cũng tốt, cả bệnh nhân nằm xuống những bệnh lý nội khoa bệnh nhân sẽ tăng lên, dù tăng huyết áp, ví dụ như viêm phổi. Ví dụ như là tăng nguyên cơ tim tắc mạch, ví dụ tim tắc phổi nó tăng lên. Rồi biến chứng phụ, như vậy gặp trong điều trị bảo tồn hoặc là điều trị chậm, hoặc là tức là bệnh nhân không được giải phóng sớm ra khỏi giường thì bệnh nhân sẽ bị viêm phổi, viêm trùng tiết niệu, nét tỳ đè, vân vân, rất là nhiều. Biến chứng tại chỗ thì trường hợp hồi nãy như anh nói là bây giờ gặp phải một bệnh hai là tết xương rồi, nhưng mà nó không làm và cái chỗ xương đùi bắt đầu nó bị hoại tử, nó bị méo mó, tức là nó không có nuôi, nó bắt đầu nó lại bị xương nhiều dần, nó không tròn, nó bắt đầu nó méo mó. Kiểu này người ta sẽ cút cái này ngang ra hai khớp nha. Và đây chúng ta trường hợp là hoại tử chỗ xương đùi nha. Rồi ví dụ như sao hỗn hợp này có biến chứng, nên có bán của mình là có bán nhân tạo, thì có bán nhân tạo thì nó sẽ không có bao khớp nhiều, ra nó sẽ cái phần bao khớp nó bị cắt đi một phần, nó sẽ ít những cái mô mềm da cũ xung quanh nó, cho nên là sao nó dễ chật, nó có bán đủ thì nó có chặt có bán. Còn là gì nữa, bệnh nhân bị bán nè, có lý do là có thể gặp xung quanh cái có bán nhân tạo, để xung quanh có bán nhân tạo. Còn ví dụ như mình thay bán không như trường hợp lần này thì nó có thể bị nghe gì chặt có bán bên trong thì giới thiệu các bạn cái là người ta chuẩn bị thay một cái mô đồ thay khớp, cái này ở nước ngoài cũng như cái là tí lợi cũng như cái gạch giờ khác nhưng mà thật sự là người ta gọi cái phòng mổ là cái tí lợi. Thì ta cứ cho một cái phần nghiêng theo thường, cái này ta tiếp cận từ mổ đây, từ mổ phía sau, từ xa tối từ mổ phía sau, nó có nhiều đường mổ khác hơn được trước ngon ngon. Đây là cái bộ dụng cụ mà để thay khớp, rất là nhiều ha, rất nhiều.
dùng như cái này để làm cái ổ cối, để do ổ cối do hết mình phục mình tạo cái khu ổ cối để đưa cái dụng cụ lên. Và cái này những cái dụng cụ thử, cái đồ thử thử sai thôi, sai nào đó, rồi thêm một số cái chọn thử này, một số cái đồ trợ phụ để bắt vít, để đưa dụng cụ vào ổ cối rất là nhiều. Và đây là cái khớp nhân tạo của mình, nó có nhiều loại. Các bạn thấy cái đồ hồng hồng này nó có bóng như là cái loại nó làm ceramic, nó bằng sứ, bằng sứ thì nó sao nó nhẹ mà nó bền. Rồi ra cái hộp nó bằng polyester thì nó bằng nhựa, thì nó cũng nhẹ nhưng mà nó không bền như này. Còn đơn giản hơn nữa là bằng kim loại, đây có kim loại không? Không rồi, mà là bằng kim loại luôn, kim loại như thế này và nó sẽ bị mòn. Đó, nhiều thứ ta đây là cái stand, cái chui nè, cái chui là để cắm vào cái đầu xương cùi, gắn vào đầu xương cùi, còn có cái ổ đi ra, ổ này chúng ta thiết kế nó 115 độ, hơn xin lỗi 125 độ với thiết kế, cái ổ thông thường nó ổ thông luôn. Và nên nhớ là hai góc là người cuối cùng, ha, mình không xài được mình cứ bỏ, còn tất cả là mình phải cố gắng sao điều gì. Thì chị bảo vọng rồi. Rồi, đó là bài của em. Rồi, các bạn học hết chưa?